Ok rồi, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang có mặt ở phòng NET X-Cyber Esports Stadium. Thì đây có thể được xem là một phòng NET là lớn nhất ở khu vực quận 9, bởi vì là nó được trang bị rất là nhiều những cái phòng VIP cũng như là có hình rất là mạnh ha, và đầy đủ tiện nghi hết để cho người dùng. Nói chung lượng game thủ và là những game thủ mà có nhóm là muốn là có một cái phòng nó trải nghiệm nó tốt hơn thì bạn có thể ghé đây. Thì hiện tại địa chỉ nó sẽ là 161 Mang Thiện, phường Hiệp Phú ha, quận 9. Thì bây giờ mình mới vừa dự cái khai trương xong, bây giờ mình sẽ đi vào trong để xem thử coi là cái công viên nó như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ đi ở phần mặt tiền trước đây. Thì mình thấy là đây là cái hầm để xe của cái X-Cyber. Thì thấy là nó rất là rộng ha, cho nên là bạn rất là thoải mái trong cái việc mà giữ xe. Và ở đây thì luôn có cái phần an ninh rất là nghiêm ngặt, nó có camera các kiểu, nói chung là bạn không phải lo. Bây giờ mình sẽ đi vào trong ha. Thì ở đây thì mặt tiền nó sẽ có một cái khu vực quầy nước, nhưng mà do là mới khai trương cho nên là mình thấy là nó còn hơi trống, cho nên là mình sẽ đi ở khu vực khác rồi đây ha. Đây là cái đấy thì anh chủ đã có dán một cái tem cảnh báo đây là cái phòng dạng là nó còn khủng một biết nữa, cho nên là bạn thấy cũng khó là không phải vào đây ngoài trừ anh chủ ra hoặc là nhân viên kỹ thuật vào đây. Thì đây là cái nơi mà nó sẽ chứa tất cả là bộ máy của cái tất cả cái dòng xe trong cái nhà này những vào trong ha. Đây. Được thấy là do là áp dụng cái công nghệ mới cho nên là mình thấy được mình còn nét á, thì khi mà còn kế bên á, ngoài cái màn hình nè chuột là còn tiếp ra thì mình sẽ có một thùng máy nữa rất là cồng kềnh và nó sẽ chiếm rất là nhiều diện tích. Còn bây giờ mình thấy là tất cả những cái thùng máy đó nó được gộp chung một cái phòng và nó sẽ được gọn như thế này, và nó sẽ được làm mát bởi những cái hệ thống làm mát rất là phức tạp ha, cũng như là những đường dây, cho nên khi bạn mà chơi game á bây giờ là bạn rất là thoải mái và nó không còn chiếm diện tích nữa. Bây giờ bạn sẽ còn cái sofa, cái màn hình và chuột tai nghe một phía và chơi thả ra rất là thoải mái. Nên đây là cái phòng bảo vệ mình sẽ đi vào trong xem đó. Thấy là này á con nấu rất là nấu rồi ha, tại vì á có thấy là cái luồng nhiệt tỏa ra rất là nhiều, tỏa ra rất là nhiều như là càng trâu đó đó, rất là nhiều và nó cũng cần một hệ thống làm mát để nó là hiệu quả. Đây là cái công cụ kiện chính nè, thì đó là sơ bộ về cái hệ thống mới mà Connect giờ họ đã làm để mà cho tiết kiệm mà đảm bảo an toàn. Đó về cái hệ thống. Giờ nãy mình đã cho các bạn xem về cái phòng chính của cái X-Cyber này ha. Thì đây là cái phòng gọi là phòng đấu và là phòng VIP. Thì cái phòng này á, thì dành cho những ai mà thực trạng gọi là cao cấp mà muốn hưởng thụ gọi là tốt nhất. Thì cái phòng này nó bị có chỗ là nó không chỉ là mình ra vào đơn thuần mà bạn sẽ có những cái thẻ từ như vậy khách sạn vậy đó. Thì phải có từ vào đây thì ra đây khu vực có cái cửa nè. Và có mã số phải từ thì bạn mới vào đây được ha. Thì cái điều đó thì sẽ có phát cho từng người. Thì mình vào trong ha. Thì mình thấy trong tay nó sẽ có tổng cộng là 30 máy, bao gồm là 10 máy đấu và 20 máy VIP. Đấy, thì tất cả những cái máy, những cái trong cái phòng này á, tất cả 30 máy này thì sử dụng cái màn hình của MSI. Thì cái mã của cái màn hình này mình sẽ nói bạn xem luôn ha. Cái mã con này nó là Optic AG32C. Đó, đó là cái tên mã, còn bạn muốn biết giá thế nào thì bạn vượt lên website mà tham khảo. Đấy, thì mình thấy là cái phòng này á, nó cũng rộng rãi, được bài trí rất là đẹp. Đấy, ngầu luôn, và ghế là ghế cái xịn luôn ha. Đó, ghế phòng kiểu là phó giám đốc, có phải vừa đâu. Tất nhiên là nó không phải là ghế game thủ. Thấy không, đây nè, đây không phải là ghế thiết kế theo dạng game thủ, nhưng mà khi mình ngồi á thì mình đánh giá là nó cũng gọi là êm, nếu mà ngồi chơi liên tục nhiều tiếng thì ok hết. Và cái phòng này thì anh chủ đã dùng cái bộ gear của Logitech, mình cho bạn xem. Đây, anh chủ đã xài cái bộ gear của Logitech ha, và đây là cái tai nghe nó rất là to như thế này. Đây là tai nghe của Siberia. Đây mình sẽ dùng thêm đó như hôm nay ha. Ok, đó thấy rõ ràng là khi mà nhờ áp dụng cái thiết kế mới á, cho nên mình thấy bây giờ cái phòng NET mình ngồi mình chơi á, nó không còn thùng máy nữa. Bây giờ bạn chỉ có đúng cái màn hình to đụng đây ha, và bàn phím chuột tai nghe, xong như là chân bạn thoải mái, không bị tỏa nhiệt bởi từ cái cục servo ra rất là nóng. Ok, thì đó là 10 cái máy đấu, còn trong đây là 20 cái máy VIP. Đây thì đây là 20 cái máy VIP. Thì mình thấy là cái máy VIP thì nó sẽ không có kiểu như là cái ghế trong đây, thì nó cũng nói chung là cũng êm, khá êm đấy, cũng rất là ngầu. Và 20 cái màn này thì sử dụng chống hình của Visionic bạn ha. Mình sao trọng bạn xem đấy. Đấy, Visionic rồi đó, lên rất là đúng, chung là đầy đủ mát mẻ tiện nghi cho bạn trải nghiệm. Mình công luôn bạn ha, công là phê, nói chung là cứ công đã 165 Hz. Mình biết là một cái tần số quét mà cao á, thì bạn chơi game nè, bạn xem phim á, nó mượt hơn rất là nhiều so với những màn hình văn phòng 60 Hz thông thường.
đó là chắc mình nghĩ là bạn cũng dự bạn biết rồi ha. Đó cho nên là trang bị từng răng hết rồi, thì đó là cái phòng đấu và cái phòng VIP. Bây giờ mình sẽ đi lên cái phòng thường, tức là 100 máy, để xem coi là hoành tráng cỡ nào. Và đây là cái phòng cuối cùng và cũng là cái phòng to nhất và nhiều máy nhất, là 100 máy mà ngay dành cho gọi là SVIP. Đó. Thì chúng ta có thiết kế rất là nhìn nó kiểu như là nó hiện đại và nhìn nó rất là game thủ, tức là tương lai. Mình thấy là cái phòng này á, thì nó sử dụng cái màn hình của Samsung và màn hình công luôn. Nói chung là phòng game này là tất cả mọi người đều là màn hình công hết và đều có tần số quét cao để việc mà chơi game á, rất là tốt. Thì mình thấy là ở đây á, mặc dù là khai trương, trước khi khai trương là đã có người ta tới chơi rồi đó, rất là đông. Đây là cái hệ thống gear này, nói chung là mỗi một phòng á, mỗi khu vực nó sẽ có những cái gear khác nhau để cho game thủ thoải mái trải nghiệm. Đó. Mình sẽ xô một vòng ha. Đó thì bạn ngồi ở đây thì sẽ có nhân viên luôn túc trực ở cái phòng này, để mà dù bạn có mệt hay bạn có khát nước hay bạn muốn có nhu cầu về giải khát á, thì họ luôn sẵn sàng phục vụ bạn từng răng. Rất là hay, nói chung rất là mát các bạn. Tại vì á, cái phòng này á, thì họ dùng những cái đèn mà nó làm cho mình dịu mắt á, chứ nó không kiểu như là chói quá hay là làm nó gắt quá, cho nên nhìn nó rất là ok. Đấy, thấy không? Đây là cái phòng nó công hết. Mình sẽ nhờ anh camera quay sang một vòng ha. Thấy không? Đây là các bạn đang trải nghiệm cái phòng game mới. Đó. Rồi. Rồi bạn xem sơ ha. Rất là rộng. Rồi, thì như vậy mình đã là cho bạn xem sơ một vòng về cái phòng net Xper mới nhất bên quận 9 ha, và có thể xem đây là cái phòng net gọi là to nhất và là xịn sò nhất. Rồi, thì đó là về cái sơ bộ về cái không gian, còn về cái mức giá thì nếu mà bạn chơi ở phòng SVIP, tức là cái phòng gọi là phòng thường đó, là cái phòng đang ngồi nè, 100 máy thì giá nó sẽ là 6.900 một tiếng. Còn cái phòng mà 30 máy là bao gồm phòng là 10 máy đấu và 20 cái máy gọi là VIP á, thì nó sẽ lần lượt là 8.900 và là 13.900. Thì mình thấy rõ ràng là sẽ có rất là nhiều những cái gọi là thiết kế khác nhau, phù hợp cho nhiều cái nhu cầu game thủ, từ đơn giản nhất cho tới xịn sò nhất. Đó, mình thấy là nó sẽ có rất là nhiều những cái bài viết khác nhau rồi, và có cả luôn là phục vụ nước, họ sẽ đứng phục vụ nhân viên trực sẵn, thích thì cứ kêu, và nhiều cái thiết kế khác nữa. Rồi thì bạn nào có ý kiến gì về cái phòng net này cũng như là về cái video này thì bạn chỉ việc comment bên dưới video ha. Mình sẽ có một cái bài viết chi tiết thật kỹ về cái phòng net này cũng như là về những cái công nghệ mà Xper có, để cho bạn xem kỹ hơn trong sắp tới. Ok rồi, chào các bạn.